gì cũng gắn lâu mà nó cắn tôi. Rồi 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 rồi. Nó cắn tôi bực bội quá, tao phải gột. Nè răng còn dính đây nè, ba cái cây này không gỡ gì nữa nè. Thôi cảm ơn chứ nhiều. Một cây răng. Ờ. Hai cây răng. Mấy bạn thấy khi nào mình ăn nó không? Mình từng đâu có khi nào mình ăn nó kiện 3-4 clip đâu. Bữa nay em thua nữa nè. Chưa chắc đâu má ơi. Thôi mà. Bạn chỉ là con thỏ nhỏ vậy thôi. Ừ. Mình là con cáo nè. Ừ. Con cáo. Ăn ăn cái cù lâu vậy á. Ừ, ăn thôi mệt luôn quá. Ừ. Thôi giận rồi đây. Thua rồi đó, nó thua là nó giận rồi đó bạn, cái mặt nó nó hấp đẹp rồi đó. Ba lẹ không thua mặt ông đó. Bạn hãy chờ cuối clip coi thằng nào thua mặt cho biết nha. Trời trời nóng nóng này trời ơi.